Như, ở không không Như, lại ăn chết quét giùm chị Hai cái xăng ra Như. Kêu anh Hai quét giùm em đi, anh có biết quét rồi mà quét. Cái chuyện đơn giản vậy mà cũng không biết nữa Như. Còn sao mà lấy chồng được Như? Cầm cái chổi quơ qua quơ lại chút xíu là xong cái xăng rồi. Đơn giản vậy thôi. Đã nói từ đó giờ không cầm cái chổi không có biết mà, kêu kêu hoài. Mày không biết thì ra đây tao chỉ. Mày tối ngày ăn ở không ngồi nằm bấm điện thoại. Ra trước lại lên. Tao đi nữa nè. Lại ăn trước ha, mày quét không được ha, tao nựng mày như phim hành động cho mày hết cái cảnh. Đi. Mày đi ra đây. Nói em tôi để tôi dạy nó cho, đưa cái chổi đây. Quét xong chứ có gì đâu, bọn mày tưởng tôi không biết quét hay gì. Đi ra đi, tôi quét cho. Từ đây tôi quét cho, sẵn tôi chỉ nó quét gốc, quét cạnh đồ luôn. Để tôi quét cho. Đưa đây tôi. Trời ơi, tôi quét được. Đưa đây. Kêu đưa đây thì đưa đây đi. Mệt quá chị mệt. Có cây chổi chắc dành qua dành lại chắc tới chiều luôn quá. Chị Hai mà dành với tao mày không thấy hả? Cứ dễ tao không biết quét nhà hay gì á. Giờ vậy đi. Bữa nay chị Hai quét, ngày mai ông anh Hai quét, được chưa? Vậy đi. Thôi, quét cái xăng mình cũng nhìn lộn. Hết nấu ấy. Ủa tao dạy mày quét xăng mà ta. Ủa sao tự nhiên cái giờ mình bị phân công luôn rồi ta. Tao đặt mày tên thằng phân công bây giờ à. Đi lột vỏ trứng nè, nhanh lên. Có biết làm đâu mà làm. Không biết làm không, không biết làm không. Không biết làm cho biết. Mày mà không làm ha, một chút xíu chị Hai mà vô mà thấy nằm đây ha, tao mà bả còn bập chứ đừng nói chị mày nha. Đi lại lên. Mệt thiệt chứ. Thử coi bữa nay tao chị được mày không. Bữa nay mà tao không chị được mày tao thua gì cũng thua hết chứ. Lột lẹ đi, dòm dòm gì. Tao ngồi tao canh mày nè. Rồi. Trứng là bể lấy không anh Hai? Lột thì tao lột từ từ thôi. Lột bể vậy rồi sao có thịt được. Lỡ rồi thôi ăn đi. Lột từ từ thôi đó. Alo. Rồi. Ngồi lột cho hết đó nghe. Tao đi cân xài. Biết rồi. Trời ơi, hồng dịch tao để kho thịt làm gì mà ăn hết trơn vậy? Gì? Thì tôi lột cho bà kho thịt nè. Mà lỡ bể rồi, anh Hai kêu lỡ bể rồi thì ăn đi. Sao kho thịt được thì tôi ăn chứ lá gì trận. Tao mua 10 trứng, hồi nãy giờ bể mấy trứng rồi? 8 trứng rử, này ăn còn nửa trứng nè. Tao cho mà 8 trứng rử nè.